Hôm nay em sẽ chia sẻ tiếp về cái một số anh em sử dụng vitamin nano, cũng như là một số anh em mua những cái thực phẩm chức năng nào là kích lửa một tất cả nhiều để anh em sử dụng. Thì em phải nói với bác này, các bác hiểu thế nào gọi là kích lửa? Các bác, chẳng có gì kích mà tốt, mà cũng chẳng có gì kích mà bền cả. Dạ không, cái Win C1 bên em không bán bác nhá. Bác Hoàng Mai nhá, Hoàng Hai nhá, em không bán cái vitamin C1. Cái Win C1 và bên em cũng không sử dụng bên đấy, cho nên là một số anh em mà hay lấy cái clip của em, giọng nói của em để ghép vào cái Win C1 này, đó là lừa đảo hết, em nói thẳng luôn các bác nhá. Và hiện tại thì những anh em, những một số cái trang Facebook, trang mạng bán hàng mà ghép giọng nói của em để bán sản phẩm khác thì hầu như là họ đã chặn em và không cho em xem. Đâm ra một số anh em chia sẻ cho em và gửi cho em thì em không xem được, em không xem được, và em phải lấy một Facebook khác để vào xem thì mới biết đấy. Cho nên là các bác hết sức là tỉnh táo và mua những sản phẩm trên mạng các bác nhé. Thứ hai là em sẽ chia sẻ về cái cách sử dụng vitamin nano. Một số anh em hiểu nhầm vitamin nano đó là thuốc kích lửa đấy, nhưng với em sử dụng bất cứ thứ gì tốt mà các bác sử dụng không đúng, lạm dụng nó sẽ thành xấu các nhá. Cho nên là các bác nên hiểu về vấn đề đó. Vậy thì cách dùng thế nào là hợp lý? Khi các bác mới dùng vitamin nano thì các bác nên dùng từ 8 tới 10 ngày. Đó là lần đầu tiên. Thấy chưa? Thứ hai, các bác ngưng từ 10 tới 12 ngày. Sau đó các bác dùng lại thì bắt đầu lần thứ hai thì các bác nên rút ngắn lại. Tức là dùng từ 5 tới 6 ngày. Và mà nên dùng trước khi đi thi. Các bác nhá. Tại vì sao? Tại vì cái vitamin nano này là một thực phẩm chức năng cung cấp đầy đủ các dưỡng chất. Nếu như các bác xem cái gọi là cái bản đồ ấy, cái liệu trình của một cái thành phần ở trên cái ở ghi trên chai á, các bác sẽ hiểu được. Đặc biệt là một số bác mà làm bên ngành y, các bác nhìn vào các bác sẽ biết ngay đó là những thành phần đó có tác dụng gì, nó có tốt hay là không, đúng không ạ? Cái này điều này nói ra thì em nói thì nó không có chuyên sâu lắm bằng những anh em mà làm với ngành y, thì người ta sẽ có chuyên sâu và người ta sẽ phân tích được những cái thành phần, những cái đồ họa ở trên đó, nó sẽ chuẩn hơn em. Thế nhưng mà để mà trả lời cái tác dụng của vitamin nano đó là nó có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó hỗ trợ cho những chim mà có hệ tiêu hóa yếu, đó là nó hỗ trợ. Thứ hai là nó cân bằng được cái nội tiết tố của con chim để vực lại được cái độ lửa. Thứ ba nữa là nó bổ sung những cái nguyên tố còn thiếu cho con chim khi mà anh em nuôi nhốt trong lồng lâu năm, từ 2 tới 3 mùa. Các bác nhá, đây là một cái mà nó ưu điểm rất là tốt khi mà anh em sử dụng vitamin nano. Đấy. Và vậy thì tại làm sao khi anh em sử dụng vitamin nano thì con chim nó lại tốt, nó lên lửa, nó ổn định đến như vậy? Tại vì nó phải có nguyên lý. Tức là cái gì nó cũng phải có đầu mà có đuôi, có lửa thì mới có khói, đúng không ạ? Vậy thì khi anh em sử dụng vitamin nano, con chim nó đã cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cho con chim còn thiếu khi các bác nuôi nhốt. Thứ hai là nó cân bằng được nội tiết tố và tăng cường sức đề kháng lên, thì bắt buộc con chim nó hấp thụ được dưỡng chất, ăn nhiều ngủ ngon thì nó sẽ bắt đầu nó lên lửa, đúng không ạ? Bắt đầu lên lửa, tức là, và thì anh em phải hiểu lửa đó là gì. Lửa là cái năng lượng của con chim khi các bác chăm sóc nó tích tụ lại trong thời gian các bác chăm sóc, đó gọi là lửa. Ok chưa? Thì khi các bác sử dụng vitamin nano cũng y như vậy. Con chim nó ăn ngon, ăn nhiều, uống nhiều, đúng không ạ? Và nó cân bằng được cái nội tiết tố, tăng cường sức đề kháng, bắt buộc con chim nó phải lên lửa. Đó là cái gọi là cái tỷ lệ thuận và cái nguyên tắc chung. Đó là thế. Thế thì hiện tại bây giờ thì có một số anh em là cũng hay mua sản phẩm nào là kích lửa, nào này kia. Nghe thầy các bác, đã nói tới từ kích thì hoàn toàn nguy hiểm. Đây là thầy bác, rất nguy hiểm khi các bác không biết dùng. Tất nhiên thì nó vẫn tốt, có nhiều cái tốt, nhưng mà cái hại nó cũng nhiều khi các bác không hiểu biết và lạm dụng nhiều. Tại vì sao? Tại vì hầu như là anh em chăm chim bây giờ là mất căn bản rất nhiều và ẩu về lửa, tức là ức lửa để chơi. Và khi sử dụng những cái sản phẩm đó, con chim nó bực lửa, nó đấu nhanh, các bác cảm thấy sung sướng, hứng thú, và các bác lạm dụng thời gian quá nhiều, quá dài,
và liên tục. Đấy, quá nhiều, quá dài và liên tục thì NLP các bác thì cái gì cũng thế, nó sẽ lợi bất cập hại, nó không tốt, đúng không ạ? Cho nên là cái gì cũng thế, khi các bác muốn mua một sản phẩm nào, muốn dùng một sản phẩm nào thì các bác nên hỏi về những cái nơi cung cấp thì nó sẽ hoàn thiện hơn, người ta sẽ chỉ dẫn cho các bác dùng như thế nào, lưu lượng là sao thì nó mới tốt được. Chứ còn anh em mua về để mà tự dùng, tự cảm nhận và dùng theo quán tính thì đảm bảo các bác không tốt được, các bác nhá, không tốt đâu. Tại vì thứ nhất các bác là chỉ sử dụng lại và làm theo cái lời giới thiệu thì nó không tốt, cho nên là các bác nên hiểu điều đó, các bác nhá. Ok chưa? Cầu góc vuông với cầu góc cong có tác dụng khác nhau không anh? Có chứ bác Nam Tún, khác nhau đấy nhá. À, cái câu hỏi này thì em chia sẻ đam mê và truyền lửa tới nay là cả hơn một năm đấy, nhưng hôm nay có một người hỏi tới cái cầu góc đấy mà tới giờ em mới nhớ ra. Đây em chưa ghi cái bình luận lên đây, có ông Nam Tún đấy, Nam Tún này ông hỏi là cầu góc vuông và cầu góc cong có tác dụng khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau các bác nhé. Hôm nay có câu hỏi này em rất là hay, và hầu như là em live stream tới nay hơn một năm rồi, chưa có bác nào mà biết được cái nguyên tắc và cái tác dụng của cái cầu góc đấy. Hôm nay có một bác Nam Tún bác hỏi câu hỏi này, em sẽ chia sẻ thật là em chia sẻ tới các bác. Bây giờ em sẽ hạn chế nói về những cái tật lỗi và nói về cái con chim chầm mào, em sẽ nói riêng về cái cầu góc. Nó có hai loại cầu góc, tức là cầu góc vuông và cầu góc bóng ngựa đấy, ở ngoài Bắc ấy là gọi là cầu bóng ngựa đấy, thấy chưa? Cầu góc vuông tức là cầu vuông góc và không có hình cong, ok chưa? Còn cầu bóng ngựa là ngoài Bắc mình gọi là cái cầu cong ấy đấy, thì hai cái cầu này nó đều có tác dụng khác nhau đấy. Nhưng mà để hiệu quả ấy, cá nhân em đánh giá hiệu quả, nếu như các bác không hiểu và không có biết cái tác dụng của cái cầu góc thì nó sẽ không hiệu quả. Trừ trường hợp các bác có những con chim trong nhà, các bác đang sử dụng những con chim quá hay, quá tố chất thì nó vẫn ăn giả bình thường. Còn những con chim mà ở mức độ gọi là trung bình khá, hoặc những con chim mà có bản tính khó thì các bác hoàn toàn là những người thất bại khi mà các bác bố trí cầu góc. Tại vì sao? Tại vì cái cầu góc vuông ấy thì nó sẽ làm cho con chim nó thăng bằng, bởi vì nó không có độ vấp, và đặc biệt là nó dễ đấu hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ không chiếm nhiều diện tích ở trong cái lồng để nó làm cho con chim nó sẽ thoải mái hơn. Đấy. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm là gì? Nó có một nhược điểm là lỡ không may, nếu như mà con chim ban đêm mà nó lỡ mà nó giật mình nó nhảy ấy, thì cái cầu góc đầu vuông ấy, góc vuông ấy là nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ có cái khuỷu đấy, nó rất là nguy hiểm và nó dễ làm cho con chim rụng lông hơn. Đó là nó có một nhược điểm đấy. Nhưng cái cầu móng ngựa thì nó có nhiều cái ưu điểm, nhưng bên cạnh đó nó lại có một cái nhược điểm đấy. Cái nhược điểm là gì? Nhược điểm mà các bác thất bại rất nhiều trên các đấu trường, thất bại rất nhiều trên các trận thi, đó là cái cầu móng ngựa nó quá cong, thấy chưa? Cái cầu móng ngựa nó quá cong đấy. Thế cho nên là cả các bác để ý là những cây lồng mà nếu như thợ làm một cái lồng cầu móng ngựa nó quá cong thì nó có một cái ưu điểm là gì? Tức là thứ nhất là nó không chiếm diện tích nhiều của cái diện tích trong lồng, không chiếm diện tích nhiều. Thứ hai nữa là cái cầu móng ngựa càng cong ấy thì các bác để cống càng dễ, thấy chưa? Để cống càng dễ, tức là cái cống cho chim ăn uống ấy càng dễ, nó không bị cấn nhiều đấy, nó không bị cấn nhiều, nhưng nó làm cho con chim trong quá trình chiến đấu ấy, nó sẽ bị chới với và hay bị trượt chân, hay bị trượt chân, tại vì nó quá cong. Đâm ra con chim khi nó nhảy ấy, là nó sẽ mất rất nhiều sức và con chim nó phải để ý. Thứ hai nữa là nó rất dễ bị trượt chân. Cho nên các bác thấy để ý những con chim mà nó bu chụp, nó quá nhiệt, mà các bác để cầu móng ngựa nó quá cong, nó rất dễ bị hay trượt chân, rất thương bố. Đấy, đây là cái lỗi rất nhạy cảm và rất ít anh em biết. Đấy, cho nên là để mà hiệu quả nhất thì các bác vẫn nên chơi cái cầu móng ngựa. Đấy, vẫn nên chơi cầu móng ngựa thì nó sẽ có nhiều điểm hơn. Nhưng các bác không nói thở ấy, đừng lên làm cong quá.
không nên làm cong quá, làm cong bình thường thôi. Đấy, tức là cái đầu từ tiếp xúc từ cái điểm mà găm vào nan ấy, thấy chưa, vào cái vanh ấy, tức là cong vừa không nên cong, cong bên ngoài thôi, chỉ có đoạn trong đấy đừng nên cong, cứ thẳng thẳng vừa vừa thôi là hiệu quả nhất, mà nhá.